Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bạn biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Hãng thông tấn độc lập Union của Ukraine giá lời nhà phân tích quân sự Ukraine Người từng tham chiến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine Thiếu tá Oleksiy Hetman cho biết mùa đông này Nga có thể thay đổi chiến thuật tấn công Ukraine Bình luận trên một chương trình truyền hình, ông Hetman đã vạch ra kịch bản có thể xảy ra về chiến thuật tấn công tên lửa mới của phía Nga và nêu tên các khu vực mà các lực lượng của Moscow có nhiều khả năng sẽ nhằm vào nhất. Theo ông Hetman, quân đội Nga đã rút ra bài học từ chiến thuật tấn công tên lửa năm ngoái và hiểu rằng ý định khiến Ukraine mất điện và nhật sưởi ấm trong mùa đông sẽ không mang lại cho họ những thay đổi trên tiền tuyến. Do đó, chiến thuật tấn công dự kiến của quân đội Nga sẽ không giống như cách đây một năm khi đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu ở Ukraine, đồng thời sử dụng số lượng tên lửa tương đối nhỏ vào mỗi mục tiêu. Ông Hepman nêu quan điểm Nga có thể phóng từ 5 đến 10, thậm chí đến 15 tên lửa vào một mục tiêu, và nói chung phóng trên toàn lãnh thổ Ukraine lên tới 70 đến 80, tối đa lên tới 100 tên lửa cùng lúc. Mùa đông năm nay, họ có thể phóng số lượng như vậy trung bình hai lần một tháng. Rất có thể họ sẽ không giải tên lửa khắp Ukraine mà sẽ chọn một hoặc hai mục tiêu và tập trung tương đối lớn số lượng tên lửa nhằm vào đó cùng lúc. Ông lưu ý thêm rằng các lực lượng Nga sẽ tăng cường những cuộc tấn công bằng tên lửa và nhiều loại máy bay không người lái, đồng thời tạo ra các mục tiêu giả để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Về khu vực tấn công, nhà phân tích quân sự Ukraine tin rằng vào mùa đông, rất có thể phía Nga sẽ tấn công các mục tiêu ở miền Nam và miền Trung Ukraine, sử dụng hỗn hợp nhiều loại tên lửa tầm xa và máy bay không người lái để tấn công nhằm gây hoang mang trong dân chúng. Thiếu tá Hetman cũng cho rằng hiện nay Ukraine có khả năng phòng không mạnh mẽ hơn để chống lại các cuộc tấn công phức tạp của Nga so với một năm trước. Ông Hetman nhận định hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng thiệt hại mà phía Nga có thể gây ra trong năm nay sẽ thấp hơn đáng kể so với một năm trước. Tôi cũng đồng tình quan điểm này dựa trên các phương tiện phòng không được cung cấp cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không hỗn hợp lai được chuyển đổi từ hệ thống tên lửa phòng không của Liên Xô kết hợp với tên lửa hiện đại và kinh nghiệm chiến đấu của các lực lượng Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng phòng không và không quân Ukraine Yuri Inat cho biết, trong mùa hè vừa qua, Nga đã phóng hàng nghìn tên lửa hành trình và hàng nghìn máy bay không người lái cảm tử. Ông dự báo rằng năm nay phía Nga sẽ lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Ukraine theo kế hoạch chiến lược của mình và có thể sẽ có sự điều chỉnh so với năm ngoái. Theo ông Inat, lực lượng phòng không Ukraina đang chuẩn bị cho những rủi ro nhất định liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các cơ sở quân sự và chiến lược. Ngoài ra, Ukraina cũng đang có sự hỗ trợ từng chút một, đặc biệt là việc bổ sung các hệ thống tên lửa phòng không, có thể là những mẫu lỗi thời nhưng đã được hiện đại hóa. Cơ quan tình báo quân sự Ukraina cho biết Nga hiện đã dự trữ khoảng 870 tên lửa có độ chính xác cao ở cấp độ chiến lược và chiến dịch, có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hơn 350 km. Tình báo Ukraine tin rằng Nga sẽ không từ bỏ chiến thuật tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong mùa đông này. Tuy nhiên, không thể dự đoán chính xác khi nào các cuộc tấn công này sẽ bắt đầu. Trước đó, ông Vadim Skibitsky, đại diện của cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga đã sản xuất hàng trăm tên lửa chính xác cao để tăng cường kho vũ khí mùa đông của Moscow chỉ riêng trong tháng 10. Ông Skibitsky cho biết Nga đang lên kế hoạch tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khi tiêu thụ điện đạt đỉnh điểm trong thời tiết lạnh giá mùa đông. Tuy nhiên, ông cho rằng Moscow sẽ khó đạt được kết quả mà họ mong đợi. Ông Skibitsky nói quân đội Nga đang chờ đợi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Đây sẽ không phải là các cuộc tấn công giống như năm ngoái, Chúng tôi đã chuẩn bị và hiểu cách thức họ vận hành, những mục tiêu họ nhắm tới cũng như tiến hành các biện pháp để bảo vệ hệ thống năng lượng của mình. Nga đã phóng hàng trăm tên lửa về phía Ukraine vào tháng 9, nhưng chỉ phóng 40 tên lửa vào tháng 10. Tuy nhiên, theo truyền thông Ukraine, Moscow có khả năng sản xuất tới 120 tên lửa tầm xa mỗi tháng. Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo Nga đang tích trữ kho tên lửa hành trình phóng từ trên không với số lượng đáng kể bằng cách tăng cường sản xuất và giảm số lượng vũ khí sử dụng trước mùa đông. Các UAV cũng là một vũ khí quan trọng trong kho vũ khí tấn công mùa đông của nga. Các UAV cảm tử Shahed 136 do Iran sản xuất đã được sử dụng thường xuyên trong suốt cuộc xung đột, bao gồm cả trong các cuộc tấn công năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Dù vậy, nguồn cung UAV này của nga đang giảm do chúng trở thành mục tiêu phá hủy của các lực lượng Ukraine. ông Skibiski cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng gần đây Nga bắt đầu tăng cường sản xuất UAV nội địa sử dụng các nguyên liệu từ Iran. Moscow được cho là cách không xa mục tiêu sản xuất hàng trăm UAV mỗi tháng. Không lâu trước khi mùa đông tới, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine, đặc biệt tại khu vực Kherson. Cuộc phấn công của Ukraine diễn ra với nhịp độ chậm hơn kỳ vọng và Kiev đang đứng trước sức ép to lớn để tiến công vào mùa đông. Thời tiết khắc nghiệt có thể khiến các cuộc tấn công diễn ra chậm hơn. Tờ New York Times của Mỹ mới đây viết rằng Nhà Trắng đang lo ngại tên lửa Atac MS, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Army Tactical Missile System tầm xa được chuyển giao cho Kiev sẽ không đóng vai trò đáng kể trong việc thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường Ukraine. Điều đáng lưu ý là Tổng thống Mỹ Joe Biden từ lâu đã từ chối cung cấp Atac MS vì sợ những tên lửa này có thể vượt qua ranh giới đỏ của Điện Kremlin. Mối lo ngại hiện nay về Atac MS là chính tên lửa này sẽ không đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine khi quân đội Nga biết cách đối phó, đặc biệt là triển khai các căn cứ tiền phương và cơ sở hậu cần ngoài tầm bắn của tên lửa Atac MS. Các cố vấn cấp cao của Tổng thống Biden nói rằng Mỹ đã cung cấp cho Kiev gần như tất cả hệ thống vũ khí mà họ yêu cầu. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zalutny tuyên bố rằng cần phải có tiến bộ công nghệ đáng kể trong lĩnh vực vũ khí mới thoát khỏi tình trạng bế tắc trên chiến trường hiện nay. Nếu không sẽ không một bước đột phá lớn nào xảy ra. Bình luận về tuyên bố gây tranh cãi của tướng Zaludny, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng hầu hết vũ khí của Mỹ đến quá muộn để phát huy những tác dụng mà Kiev cần. Cần nhắc lại trước đó có thông tin cho rằng một nhóm đảng viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Biden chuyển tên lửa ATACMS tầm xa hơn sang Ukraine. Theo một số đảng viên cộng hòa, Ukraina đã chứng tỏ khả năng sử dụng tên lửa một cách có trách nhiệm. Họ cũng lưu ý rằng không có phản hồi nào từ Nga về việc sử dụng chúng. Tuy nhiên, trước đó, tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích việc Washington cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraina là một sai lầm và khẳng định chúng không làm thay đổi căn bản tình hình trên chiến trường. Ông Putin lập luận rằng các tên lửa này sẽ dẫn đến thương vong không cần thiết và kéo dài nỗi đau của Ukraina, nhưng cũng thừa nhận các hệ thống tên lửa do Mỹ cung cấp sẽ gây thiệt hại và mối đe dọa. Đến nay, Ukraine được cho là đã ít nhất hai lần sử dụng ATAK-MS để tấn công các lực lượng Nga. Vào ngày 17 tháng 10, Ukraine tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở Berdian và Luhansk sử dụng biến thể bong trùm M-39 của ATAK-MS. Cuộc tấn công đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn chục máy bay trực thăng, hệ thống phòng không và kho đạn dược của Nga tại các địa điểm trên. Nga cũng thông báo cuộc tấn công thứ hai mà Ukraine sử dụng Atak MS vào ngày 25 tháng 10 nhằm vào một sân bay khác ở phía nam vùng Luhansk đã bị ngăn chặn với hai tên lửa bị bắn hạ. Đầu tháng 11 này, Moscow phản ứng trước việc Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ sản xuất bằng cách chỉ đạo tất cả lực lượng phòng không Nga thực hiện huấn luyện diễn tập mô phỏng để bắn hạ chúng. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Đức Deutsche Welle bản tiếng Ukraine, cố vấn tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Bodoliak nói, chúng ta năm 2024 và cuối năm 2023 hiểu rất rõ điều gì cần thiết. Đầu tiên, điều chỉnh một chút về chiến thuật, điều chỉnh chiến lược một chút có tính đến những lợi thế vượt trội mà Nga có được. Ông Bodoliak thừa nhận kết quả những nỗ lực kéo dài năm tháng qua của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU quá ít so với mong đợi. Đồng thời, ông Bodoliak, các hoạt động tấn công theo một thố hướng vẫn chưa hoàn thành. Đầu tháng 11, Tổng tư lệnh VSU, tướng Valery Zarutny cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist rằng, xung đột ở Ukraine đã đi vào ngõ cụt và hiện quân đội Ukraine chưa thể đạt được bước đột phá. Ông Zalutny, xung đột tiêu hào lực lượng là nguy hiểm vì có thể kéo dài nhiều năm và khiến nhà nước Ukraine kiệt quệ. Trước đó, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine thông báo máy bay không người lái UAV của Hải quân nước này đã tấn công và đánh chìm tàu đổ bộ nhỏ của Nga ở Crimea. Thông tin ban đầu từ tình báo quân sự cho biết, tàu đổ bộ nhỏ của Nga đã bị tấn công. Một bản cập nhật sau đó khẳng định UAV của Hải quân Ukraine đã tấn công nhằm vào tàu ở Vịnh Vuska, phía tây bán đảo Crimea, trong đó một tàu đổ bộ thuộc lớp Akura, chứ còn lại thuộc lớp Sena. Thông tin tình báo có đoạn kết quả trinh sát được tiến hành vào ngày 10 tháng 11 năm 2023 gần Vịnh Vuska ở Crimea cho thấy, sau một cuộc tấn công của UAV hải quân, tàu đổ bộ nhỏ của Nga đã bị phá hủy. Hậu quả là cả hai tàu đều bị chìm, tàu Akura đã chìm ngay lập tức và tàu Sena chìm xuống sau các nỗ lực cứu vớt. Theo quân đội Ukraine, các tàu này có thủy thủ đoàn và chở đầy xe bọc thép. Trong khi đó, hãng thông tấn Roya của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ UAV của Ukraine, một chiếc Smolensk và một chiếc ở khu vực Tula, phía nam Moscow. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đăng trên Telegram cho hay các vụ việc này xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 11 theo giờ địa phương. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine bắn 15 tên lửa hành trình vào xưởng đóng tàu của Nga tại thành phố Cảng Kurs ở bán đảo Crimea. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy thành công 13 tên lửa, nhưng một trong số các tên lửa còn lại đã bắn trúng mục tiêu, gây hư hại cho một tàu đang được sửa chữa tại khu xưởng. Trong thông báo trên Telegram, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk cho rằng Hải quân Nga đã cho neo đậu một trong những tàu hiện đại nhất của họ, tàu mang tên lửa hành trình Kalib ở Kursk, các lực lượng Nga thường xuyên tấn công Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài 20 tháng bằng tên lửa carib. Ông Oleg Chuk cho biết, tôi hy vọng một con tàu khác đã theo chân tàu Moscow. Ý nói đến xoáy hạm Moscow thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, được cho là đã bị tên lửa Ukraine đánh chìm. Trong khi đó, ông Sergei Aksionov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm cho hay, không có thương vong trong vụ tấn công vào sở đóng tàu ở Kursk. Còn một số kênh Telegram của Ukraine cho rằng, tàu sân bay mang tên lửa hành trình nhỏ Asco của Nga đã bị hư hại trong cuộc tấn công tổng thống ukraine zelensky trước đó tuyên bố việc ukraine tăng cường khả năng tấn công tàu chiến và làm giảm năng lực giám sát của nga ở biển đen đã làm suy yếu các nỗ lực chiến đấu của nga trong khi giúp ukraine đảm bảo tuyến đường vận chuyển để xuất khẩu ngũ cốc